tớ phải 5 triệu đô á, tớ phải Oxford đúng không? Tớ phải Oxford là ở đấy là kiện giữa hai doanh nghiệp rất là lớn với nhau. Thì các bạn tra, các bạn chỉ cần tra cái là Thoma Oxford case, tức là cái case study về việc là trong một cái điều khoản cái việc liệt kê nó bị thiếu, tức là A B và C thì cái A cái B nhưng mà không có dấu phẩy, mà B và C thì nó lại hiểu là một, tức là như thế là chỉ có A B và C đấy. Và vì thiếu cái dấu phẩy này, gọi là sau này người ta vì nó quá nổi tiếng rồi nên là vì thiếu cái dấu phẩy này nên là cái bên mà sử dụng cái việc là như thế thì là tôi chỉ cung cấp A B và C chứ không phải là tôi cung cấp A, tôi cung cấp B và tôi cung cấp C. Sau đó sau cái case study đó thì cái giới mà soạn thảo về hợp đồng, nhất là luật sư cao cấp hoặc là tất cả các cái luật sư mà rất là kỹ về văn bản, là họ cho rằng là cái này là cái tượng trưng mà mình phải nếu mà muốn thể hiện ý của mình thì phải viết rất rõ ra và đến cái từng dấu chấm dấu phẩy. Từ đó thì rất là nổi tiếng, các bạn có thể tra trên Google là dấu phẩy Oxford nhá. Đấy, một đấy 5 triệu đô ấy, chỉ thiếu một dấu phẩy.